Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của ốc. Và các bạn có nhớ rằng hôm trước nữa mình có chơi một cái tựa game liên quan đến cây bút chì không? Chúng ta mới chơi đến cái level 19 thôi, mà trong khi đó thì cái game này có đến hơn 200 level. Trời ơi, một cái tựa game giải đố mà có quá nhiều level như thế, ốc phải chinh phục thôi, bởi vì ốc rất là thông minh. Đã thông minh lại còn xinh, chứ không hề như con Tinh Tinh nhanh bê của Thành Bảo đâu nha. Thế nên là ngày hôm nay ốc sẽ chơi tiếp cái tựa game này. Các bạn đừng quên nhấn nút like video, ấn đăng ký kênh giúp mình và đừng quên xem quảng cáo. Các bạn ơi, đây chính là level 19. Ở level này, cậu nhóc này đang cầm một cây đèn thần. Ở trong cây đèn thần thì chắc chắn là có Aladdin. Nhầm. Aladdin xoa vào cây đèn thần thì xuất hiện cái ông thần đèn này các bạn. Đấy, mình hơi nhầm một chút. Và cây bút chì của chúng ta đang nghĩ đến một con giống như là con quỷ các bạn ạ. Một con quỷ mặt hơi đen. Được rồi, để mình xem nào, cây bút chì của mình sẽ vẽ ra những nét. Đây nha, nối lên cây đuốc này. Trời ơi, nối lên cây đuốc một cái á là bạn này đã có một ông thần đèn với rất là nhiều kho báu luôn. Wow, bạn có thể làm được. Vậy nghĩa là mình đang không làm được à các bạn? Mình đang thua. Oh my god, tự nhiên thua vậy, chả hiểu kiểu gì luôn. Nếu như mình nối vào cây đuốc đang cháy nó sai thì mình sẽ nối vào cây đuốc không cháy nha các bạn. Rồi đi qua cây đuốc không cháy nè, nối đến số 1, vẽ đến số 2, vẽ số 3, vẽ số 4, vẽ số 5. Wow, mình đã xuất hiện ông thần đèn ác quỷ đánh cho cậu bé này một trận. Này thì không làm mà đòi có ăn á, thầy huấn dạy rồi. Không làm mà đòi có ăn gì, chỉ có mà ăn bùi nhôi nha. Bạn ơi, chúng ta đang ở level tiếp theo. Ở cái level này thì bạn nhỏ đang đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Đèn giao thông thì là màu đỏ, thế nên là cái ô tô này đang dừng lại nha. Và cái em bé này này, em bé gái đó thì lại rất muốn cho cậu bé này một trận đòn. Vậy thì mình có nên giúp em bé gái này để em bé đấy đánh cho cậu bé này một trận không nhỉ? Để mình xem nào. Chắc là mình sẽ xóa đi cái cột giao thông. Ui, đánh thật rồi. Nhưng mà đánh thật thì thua các bạn ạ. Ủa alo, mình nghĩ là mình đánh thì đơn phải thắng chứ, sao đánh thật lại thua thế này? Phải làm lại thôi các bạn ơi. Được rồi, mình sẽ không vòng qua cô gái làm gì. Mình sẽ vòng xuống dưới như thế này. Ui, vẫn bị đánh các bạn ạ. Chỉ cần chạm vào một cái đấy là gì là đánh luôn. Đèn xanh một cái là cô này nhảy đến cho một gậy cho cái cậu bé này một trận luôn. Chưa kịp làm gì lại thua rồi, lại phải làm lại thôi. Được rồi, có một cái vật rất là to, rất nổi bật ở trong cái level này mà mình vẫn chưa vòng cây bút chì qua. Đó chính là chiếc ô tô. Để mình xem nha, mình sẽ vòng qua chiếc ô tô. Ô, được rồi các bạn, được, có vẻ là đúng rồi đấy. Rồi lấy cái đầu bút chì này, xóa cái đèn đỏ thành cái đèn xanh và... cậu bé đã bị xe tông vào mông, trời ơi. Thế là cậu bé dù sao cũng vẫn bị đánh thôi các bạn ạ. Hoặc là bị bạn gái đánh, hoặc là bị xe tông. Wow, các bạn ơi, ở level này mình lại thấy hai bạn, bạn nam và bạn nữ đang đứng ở dưới một tán cây. Và cái cây tẩy các bạn ạ, cái tẩy ở trên góc phải màn hình ấy, nó nói là ta cảm thấy có một nữ thần đang ở đằng sau tấm rèm kia. Ui, nữ thần đó các bạn ơi. Ui, nếu mà nữ thần chắc là phải xinh đẹp lắm luôn. Chắc còn phải xinh đẹp hơn cả hoa hậu, còn xinh đẹp hơn cả ốc luôn. Wow, mình phải mau chóng kéo tấm rèm ra để gặp được nữ thần. Ui. Vòng qua cái tổ chim ở trên cây nha các bạn ơi. Đây, mình sẽ xóa tấm rèm đi. Ôi, nữ thần. Nope. Cái gì? Nữ thần gì đây? Nữ thần trông như một thằng đần. Oh my god. Các bạn ơi, đấy, cái bạn nam con đang cầm bình nước mà còn sảng luôn, ngất xỉu luôn vì nữ thần quá xấu các bạn ạ. Trời ơi, game này chôn rõ ràng mà. Thôi, chúng ta cùng chơi level tiếp theo nha. Ui các bạn ơi, cái cấp này có vẻ là khó nha. Ở dưới có một ông anh xăm trổ bụng phệ đang ném quả bóng rổ lên. Ui, có vẻ như người này đang chuẩn bị ném vào cậu bé mặc áo hoodie màu tím đó các bạn ạ. Còn ở trên là bạn nam và bạn nữ đang gọi là nổ mắt trái tim, nổ như thế này. Chắc là đang kiểu như là yêu nhau. Trời ơi, không được, mình phải phá hai bạn này mới được. Bởi vì là mình không có người yêu nên mình không thích ai có người yêu hết. Là hơi ngang ngược nhưng mà thôi, mình kệ mình đi. Bây giờ là có một cái tấm khiên. Cậu bé bút chì của mình đang nghĩ là sẽ đưa cái tấm khiên này cho bạn mặc áo hoodie màu tím.
Nào để xem nào. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái tấm khiên ở đây thì chắc là qua cái chai bia này nhá. Rồi vẽ 1, 2, 3. Ui, tấm khiên, bạn Nam đã có tấm khiên. Ui, ba quả bóng đã bay vào tấm khiên của Captain America và bắn thẳng vào mặt bạn Nam luôn. Bạn Nam là nhân vật chính các bạn, bạn Nam mà hư hư á. Bạn Nam mà tập trước mà đi vệ sinh linh tinh rồi là hay chưa bạn gái đó các bạn ạ. Đấy đấy, đáng đời nha. Mình quá là thông minh và cục tẩy đang khen mình là hoàn hảo, perfect. Level tiếp theo thôi. Ôi các bạn ơi, ở cái cấp này mình cảm thấy là đây là một cái cấp mạo hiểm các bạn ạ. Bởi vì sao, các bạn thấy một con chó không? Ngày xưa ốc hồi còn nhỏ, ốc hay chơi cái bộ môn thể thao gọi là trêu chó ấy, là mình cứ ném đá, ném sỏi vào con chó xong để con chó nó tức lên, nó đuổi mình như là mình cong chân lên mình chạy 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 chạy. Môn đấy rất là nguy hiểm. Đấy, đã rất lâu rồi không có người chơi môn thể thao đấy. Nhưng mà đây, ở trong cái game này mình đã nhìn thấy chó đang đuổi chú cảnh sát. Và hình như là chú cảnh sát đang cần một cái giống như là một cái thòng lọng ấy, để vòng vào cổ con chó để có thể xích nó lại. Nếu không con chó này sẽ cắn cả chú cảnh sát và cắn cả bạn nhỏ luôn. Mình chắc là phải vẽ một cái thòng lọng rồi. Thòng lọng thì mình nghĩ là mình sẽ đi vòng lên cái cây này. Bởi vì sao? Không có lý do gì mà lại để hai cái đồ này ở đây cả. Rồi mình sẽ vẽ lên. À, con chó đã có dây rồi nha. Ôi xong, mình cứ tưởng là chú cảnh sát sẽ dắt con chó, nhưng không, con chó dắt chú cảnh sát nha các bạn ơi. Nó siêu khỏe và siêu tức giận, nó đang kéo lê cả chú cảnh sát đi. Còn bạn nhỏ thì đứng cười. Thế là bạn này hư rồi. Sao mình lại giúp bạn này ta? Mình chả hiểu game này, lúc thì giúp lúc thì chôn. Ở cấp độ 25 mình thấy, ui ôi, cái gì này? Cái đứa xấu như quỷ, xấu xí như một quả bí mà lại đang ở trên biển Next Top Model, tức là người mẫu các bạn. Eo ôi, người mẫu gì mà xấu thế này? Trời ơi, người mẫu kiểu gì? Và hình như bút chì của mình đang muốn vẽ một cái gì đấy ở giữa mồm của cái người mẫu. Để mình xem nào, vẽ cái gì đây? Rồi. Ui, vẽ cái gì đấy? Không biết là một cái chất nhầy gì, một cái chất lỏng như kiểu sơn hay đồ gì đấy bôi lên mồm người mẫu, thế là nó bị tuột từ cái biển quảng cáo xuống trúng đầu cái bạn nhỏ luôn. Ảo quá các bạn ơi, ảo ma Canada quá. Ngầu. À, rơi vào đầu chứng tỏ rất ngầu nha các bạn. Thật là một chàng trai tội nghiệp. Chàng trai này lại sắp bị cô gái cho ăn đập rồi các bạn ạ. Ui, suốt ngày ăn đập thôi. Ở đây giống như là một bảo tàng trưng bày những cái đồ cổ như là bình này hay là tượng này. Chàng trai tội nghiệp này cần cái gì ta? Cần một cái tấm chắn à? Để xem nào, vòng như thế này. Rồi tô 1, 2, 3, 4. Ui, chàng trai bị cô gái nắm tóc rồi. Hình như mình vừa nối lỗi các bạn ơi. Mình phải nối lại, trời ơi. Đây nha, mình làm lại nha. Lần này mình sẽ nối một cách thật là cẩn thận luôn. Rồi, qua số 2, qua số 3. Rồi mới đến số 4. Ồ, cậu bé này muốn dùng cái bức này để ngụy trang, để trốn cô bé. Ồ, cũng thông minh ấy chứ nhở. Nhưng mà nhìn thế này thì rõ ràng là chả liên quan gì đến cái căn phòng này hết các bạn ạ. Chắc là bạn ấy muốn đứng như là một bức tượng đó. Level tiếp theo nha. Ui các bạn ơi, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Anh thanh niên xăm trổ đang cầm hẳn một cái súng săn chĩa vào hai bạn nhỏ. Ui, hai bạn nhỏ đang nướng bít tết. Và hình như là cái khói của than đã bay sang nhà của thanh niên xăm trổ này các bạn ạ. Bây giờ mình cần có một cái quạt nè. Bút chì nói là cần phải vẽ một chiếc quạt nha. Chắc là quạt để quạt bay hết khói đi các bạn ạ. Mình sẽ nối qua cái này. Xong rồi đến anh này. Ui các bạn ơi. Ui, thế là anh này là bắn không bắn vào người mà bắn vào cái bếp nướng các bạn ạ. Ui nguy hiểm thế. Cái này thì cháy nhà mất thôi. Hai bạn này đang rất là sợ hãi bởi vì anh này đã đến bắn các bạn ấy. Thì bây giờ mình phải giúp các bạn ấy nha. Làm lại. Tính mạng của hai bạn nhỏ đang nằm trong tay ốc. Ốc không thể nào mà làm cách bậy bạ và ẩu được, đúng không nào? Chúng ta phải vẽ lại. Đây, vẽ lên đây. Ôi giời ơi, vừa mới nói xong. Trời ơi, lại nổ cái bùm rồi. Oh my god. Mình sai rồi, các bạn
ơi. Hãy tin mình, hãy tin mình. À, được chưa, được chưa? Quá nét luôn. Quạt, 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 quạt. Ôi, còn quạt cho cái khói nó bay hơn, bay to hơn, nhiều hơn. Thế là cái anh xăm trổ kia không thể nào chịu nổi các bạn ạ. Ôi, trời ơi, xuất sắc nha. Ui dồi ôi, level 28 các bạn ơi. Có một con ma đang dọa người ta. Con ma này đang định bắt bạn nhỏ. Bạn nhỏ thì đang muốn chạy đi. Mình sẽ giúp con ma hay giúp bạn nhỏ đây? Chờ mình một chút để mình xem nào. Mình sẽ vòng qua cái quả chuối này này. Vẽ lên đây. Ôi các bạn ơi, vẽ cẩn thận, vẽ cẩn thận. No 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 no. Rồi rồi rồi. À, treo tỏi nha. Treo một chùm tỏi. Và thế là bạn nhỏ này, bạn ấy ăn tỏi. Sau đấy mồm bạn ấy hôi quá. Bạn ấy nói là con ma. Thế là con ma thấy mồm hôi quá, chạy mất dép luôn. À mà con ma đâu có đi dép đâu các bạn ạ. Nó chạy chạy gọi là mất vía luôn ấy. Ôi trời ơi. Hóa ra là thế. Cũng có lúc cái con bút chì này nó giúp bạn nhỏ nha. Mà cũng có lúc cái con bút chì này là nó không muốn giúp bạn nhỏ. Cũng khó hiểu thật. Và level 29 đang ở trên một bãi biển đầy cua và ốc. Ui, có ốc luôn các bạn ạ, còn ốc màu hồng luôn này. Đầu ốc không? Chắc là ốc đấy các bạn. Đấy, ốc chính là ốc đấy. Bạn nam này vừa mới thích bạn nữ tóc dài màu hồng mà sao bây giờ lại thích cái cô này mái tóc tím à? Bắt cá hai tay à? Ui, không được, không được. Thế là không tốt, thế là một người đàn ông không tốt. Dám ôm gái trước mặt ta hả? Được rồi, được rồi. Ta sẽ làm cho người bị bẽ mặt. Rồi nha, mình sẽ vẽ đi qua. Ôi, mình bị phát hiện rồi. Mình bị ném quả chuối vào trúng mặt. Trời ơi, cay thật sự chứ. Thế là không phải đi qua con cua rồi các bạn ơi. Mình phải đi qua cái vị trí khác nha. Mình không đi qua con cua, mà mình đi qua cái cọc trèo. Thử xem nào. Cọc trèo, à đúng rồi này các bạn ơi. Có đi qua con ốc không ta? À, có đi qua con ốc nha. Rồi, mình sẽ vẽ một chiếc ván trượt. Đâu? Ngã chưa? Ui ôi, ngã đè lên nhau. Này thì á, dám ôm gái trước mặt ta. Đáng đời, đáng đời. Level tiếp theo nha. Ở cái level 30 này nha, trong phòng thí nghiệm có một con zombie. Con zombie này chắc chắn, ui, hay là như trong phim các bạn ơi. Đó là một nhà khoa học do nghiên cứu quá nhiều nên biến thành con zombie. Và mình đang phải cứu cái bạn này. À, và hình như là con phải dùng cái giống như là cái van ở đằng sau lưng mà cái có cái vặn vặn màu đỏ đấy các bạn ạ. Để xem nào, phải xóa đi cái đấy hay sao á các bạn ơi. Thì mình vòng qua cái ống thí nghiệm này, mình xóa 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 đi này. Được chưa, được chưa, được chưa, cứu được chưa? Ồ, hóa ra là bởi vì có cái ống đó giống như là một cái van bơm hơi nên là con zombie mới trở nên to lớn. Còn nếu không có cái đấy thì zombie trở nên bé tí luôn. Thế thì có gì mà đáng sợ nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn ơi, các bạn có thấy ông giải đố rất là tài tình không? Tuy có một vài level hơi khó nhưng mà chúng ta đã chơi qua tận 10 level rồi các bạn ạ. Nếu như các bạn thích video này và cũng thích tựa game này thì hãy nhớ bình luận ở phía dưới video giúp mình. Hãy like video, ấn đăng ký kênh và đừng quên xem quảng cáo để ủng hộ ốc nha. Bye bye! Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.